Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc Zenith. Đây là một chiếc Capstan mang mã Refident là 51.2020.670-76.m2020. Một chiếc với đường kính là 40mm, độ mỏng khá là lý tưởng, chỉ khoảng độ 7-8mm mà thôi. Có thể xếp dòng Slimline, nó sử dụng cỗ máy automatic của Zenith rất là tuyệt vời. Lung càng thiết kế rất là cân đối, và với kích thước này thì anh em cổ tay cái tầm 16-16.5cm trở lên, đeo rất là đẹp ạ. Một chiếc mang thiết kế Direct Watch tuyệt vời. Đặc biệt là chiếc này được trang bị mặt kính Sapphire nguyên khối và được phủ một lớp AR chống phản quang. Nó sẽ có một chút ánh xanh, ánh tím. Đó, anh em hay gọi là AR xanh LED đấy ạ. Và đặc biệt thì mặt kính của chiếc này còn rất là đẹp nhá. Chúng ta sẽ có niềng benzen sử dụng là niềng vàng khối 18K này. Toàn bộ các chỉ đề mi ở dây đều được thiết kế bằng vàng 18K. Tuy nhiên thì sợi dây này được cấu tạo giống cái dạng dây Oyster của Rolex 4 số 5 số ấy ạ. Nên nó không được thiết kế đúc đặc toàn bộ, mà nó được thiết kế dạng rỗng. Đó, đây là thiết kế của Zenith. Chiếc này của chúng ta thì sẽ sử dụng một ô lịch ngày nằm tại góc 6 giờ với mỗi ngày hiển thị là ngày mùng 5. Bộ kim được tạo hình đẹp và chúng ta sẽ có kim dây chạy rất là mượt, với tần số sử dụng của chiếc này là 28.800 pph. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng thêm một cái lúp đó để có thể soi rõ hơn, để cho anh em nhìn thấy độ hoàn thiện tuyệt vời trên cái mặt số này. Đầu tiên thì mình sẽ đi từ trục kim. Anh em thì thấy kim làm rất là nét nhá. Đó, bên trong phần giữa kim của chúng ta thì sẽ được đánh một phần dạng rãnh, thiết kế dạng vân nhám. Đó, kim dây rất là mượt. Bây giờ mình soi đến logo này, logo của Zenith. Đó, và biểu tượng ngôi sao 5 cánh của chúng ta. Hoàn thiện rất là kỹ anh em nhé. Đó, tiếp theo thì mình sẽ xem đến phần ô lịch này. Đó, ô lịch được làm rất là tốt anh em ạ. Đó, các cái cọc số được đánh vát 4 cạnh. Ở bên trong cọc số này thì được hoàn thiện phay xước. Dòng chữ Squidmate được khắc chìm ở bên dưới. Đó. Chúng ta sẽ có những cái vạch chia phút ở lòng ngoài cùng này. Núm chính thì nằm tại góc 3 giờ với logo của Zenith, một biểu tượng ngôi sao 5 cánh. Mình rất là thích cái logo của Zenith. Đó, độ hoàn thiện rất là tốt anh em nhé. Một thương hiệu lớn như Zenith được mệnh danh là ngôi sao sáng trên bầu trời của Thụy Sĩ ạ. Đi kèm chúng ta sẽ có thêm một sợi dây 3 chỉ như mình vừa giới thiệu với anh em rồi. Đó, và cùng với đó chúng ta sẽ có thêm một bộ khóa đôi của Zenith này. Bên trên được chạm khắc logo của Zenith. Đó, và cái logo này mình thấy cũng là hoàn thiện rất là kỹ. Mình sẽ soi lên để chúng ta cùng trải nghiệm logo này. Đó, anh em có thể thấy một ngôi sao 5 cánh được hoàn thiện rất là tốt. Ok, tiếp theo thì mình sẽ cùng nhau trải nghiệm phần đáy của chiếc này. Đây là một chiếc mang cho mình cỗ máy Zenith 670 với 27 chân kính, tần số sử dụng là 28.800 ppH và thời lượng chịu cost khá là khủng, lên tới 50 giờ. Củ vang được hoàn thiện theo cách riêng của Zenith này, với thiết kế Quest Skeleton để lộ ra ngôi sao 5 cánh. Bộ máy được hoàn thiện đánh vân khá là tỉ mỉ, trau chuốt. Phần đáy của chúng ta cũng có đầy đủ thông tin, đầu mã sản phẩm và số series number, độ trúng lốc là 50m này. Phần đáy được cố định bởi rất là nhiều con ốc vít anh em nhé. Chiếc này đang có giá retail rất là cao, mức giá là đâu đó 150-170. Ngày hôm nay thì bên mình về một chiếc nước độ mới cao và giao lưu lại với anh em mức giá rất là tốt là 95 triệu cho một thương hiệu lớn đến từ Thụy Sĩ. Hàng đang có sẵn tại địa chỉ là 217 Thích Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, để anh em lên tay thử sản phẩm. Anh em ở xa thì bên mình có hỗ trợ ship COD, anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên giao hàng. Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10%, bên mình cho hàng đi. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu